Dạ vâng, shop Bẫy Chim TV xin gửi lời chào đến toàn thể các bác nhé. Hôm nay trong cái nội dung video ngày hôm nay thì em cũng giới thiệu đến những bộ đánh chim ban ngày nhé, dùng để các bác đánh chim di hoặc là đánh chim chào màu hoặc chim sẻ nhé. Cái này thì đánh kết hợp với loa thì rất là hiệu quả. Sau đây thì em cũng đi chi tiết về những sản phẩm mà bên nhà em đang kinh doanh nhé. Thì trên màn hình các bác đây là lưới bẫy chim chào màu nhé. Sợi của nó là sợi 0.11mm này, mắt 4cm, chiều cao là 6cm và chiều dài là 15cm. Thì cái loại này á, khi các bác mua về các bác răng theo hình chữ V hoặc là hình đường thẳng ấy, và kết hợp với loa theo tiếng gọi con chim chào màu ấy, thì khi các bác kích loa thì rất là hiệu quả nhá. Đặc biệt là đối với mùa chim chào màu đi ăn quả xoan hoặc những quả la quả hồng ấy, thì khi các bác răng ở những cái vườn la vườn hồng ấy, thì đánh chim rất là hiệu quả nhá. Về kích thước chiều dài của nó thì bên nhà em có tay 5m, 10m, 15, 20, 25 và đến tận 50 các bác nhé. Thì khi mà chiều dài nó từ 40, 50 thì chiều cao nó sẽ cao hơn một chút các bác nhé. Để các bác đánh được những con chim nó đi ăn ở tầm cao nhé. Thì cái bộ lưới này thì bên nhà em bán thì cũng vài nghìn đồng một mét thôi. Tính mét nhân với chiều dài thì sẽ ra số tiền các bác nhé. Nếu mà các bác lấy 50 mét thì bên nhà em sẽ bao phí vận chuyển nhé. Đây ạ, 15m có rất là nhiều kích thước các bác nhé. Đây ạ, cái kích thước dài nhất mà bên nhà em đang có hiện tại đây là kích thước 50m đây. Chiều dài 50m, 6 giây và 5 túi à. Lưới mắt 3 này, chiều cao là 7cm. Khi mà chiều dài của bác 50m thì chiều cao nó sẽ cao hơn một chút các bạn. Sợi vẫn là sợi 11 đây, dùng để đánh chim chào màu lên nha các bác nhé. Thì tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác mắt lưới 3 phân, dùng để đánh chim sẻ hoặc là chim vành khuyên này các bạn. Đây là lưới chim Thái Lan này, ISO 9001 và 2008 này các bác này. Sợi là sợi 11, mắt 3cm và chiều cao 5cm, chiều dài là 30m các bác nhé. Chiều cao 5m và chiều dài 30m này. Lưới này thì khi mà các bác răng và kết hợp với lưới kết hợp với loa ấy, gọi để dụ chim về thì đánh rất là hiệu quả này. Nhiều khi vào mùa thì các bác đánh gỡ không kịp các bác nhé. Thì bên nhà em cũng cái loại lưới này cũng rất là nhiều kích thước nhá, có từ 5, 10, 15, 20 đến 40 nhá, 40 mét các bác nhá. Bên em cũng bán tính theo mét, có vài nghìn đồng một mét thôi. Các bác nhân với số chiều dài này sẽ ra số tiền, và khi các bác mua từ 50 mét trở lên thì bên nhà em sẽ bao phí vận chuyển nhá. Ngoài những bộ lưới này ra thì các bác kết hợp đánh với những loa. Những chiếc loa này thì sẽ tạo ra hiệu quả rất là cao. Và bên nhà em thì ngoài loa còn cung cấp những file tiếng nhé. File tiếng thì bên em sẽ hỗ trợ các bác miễn phí khi các bác mua hàng bên em. Em chỉ bán thẻ thôi, còn tiếng thì em hỗ trợ các bác hoàn toàn miễn phí các bác nhé. Khi các bác mua hàng thì sẽ được bên em tư vấn hỗ trợ trực tiếp nhé. Khi các bác xem được video em quảng cáo lưới đánh chim chào màu và chim khuyên hoặc là chim di, chim sẻ đấy, thì hãy để lại số điện thoại hoặc là comment bên dưới video, bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Bên nhà em thì giao hàng COD toàn quốc, các bác khi mua hàng thì không phải đặt cọc bất kỳ một đồng nào nhé. Thì một cái video ngắn em giới thiệu về những bộ lưới đánh chim ngày. Thì ngoài ra thì bên nhà em còn có cả phụ kiện loa đánh chim đêm nhé. Các bác mua hàng thì cứ comment hoặc là bình luận bên dưới video, em sẽ cho nhân viên tư vấn trực tiếp. Thì một cái video ngắn em giới thiệu về những sản phẩm bên nhà em đang bán thì đến đây là hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.